Rồi giải thích cái thắc mắc của anh nhé. Bây giờ nếu như cái nhu cầu của anh nó ở tầng nào thì hãng đều có cái sản phẩm để phục vụ cho cái nhu cầu của anh. Ví dụ như bây giờ anh có ít tiền, anh sử dụng máy 170, 180, 210, 250, 230 gì đó. Còn khi anh đã có nhiều tiền hơn thì anh có thể lựa chọn từ 260, 382, 361, 651, 661 và những cái dòng máy nó cao cấp hơn. Thì anh phải thấy là cái nhu cầu của sử dụng của người dân như thế nào thì hãng người ta sẽ linh động đưa ra những cái dòng máy để cho thích hợp. Còn nếu như mà cái con máy đó đang ở cái bậc giá rẻ mà lại thêm cái lam, cái xích hoặc là cái chuông thêm vào nữa, nâng cấp quá nhiều cái phần option bên trong đó thì anh sẽ không thể nào tiếp cận được, anh hiểu chưa? Còn nếu như bây giờ hãng đã trang bị hết cả như vậy thì bây giờ người ta lại thấy cái máy nó cao quá và người ta lại không lựa chọn cái dòng máy đó nữa, thì bây giờ có phải là cái đó đánh giá của anh là cái máy tốt mà cái lam không tiêu chuẩn thì lúc đó hoàn toàn sai, hoàn toàn sai. Vì mình thấy là cái nhu cầu của người dân là dần dùng máy tốt giá rẻ thì người ta chấp nhận là người ta dùng ít thì người ta sử dụng cái lam đó, xích đó và cái như máy như vậy là đã ok rồi. Còn nếu như muốn tốt hơn nữa thì chúng ta có thể linh động sử dụng những option gói nâng cấp ngoài ngoại lệ của những cái con máy đó thì nó sẽ phù hợp với cái nhu cầu của mình. Còn nếu như mà cái con máy nào mà nó cũng kiểu như là cái suy nghĩ của anh kiểu như là cái máy đó nó phải như thế như thế như thế thì cái con máy đó nó sẽ không nằm ở cái giá đó, anh hiểu chưa? Tại vì sao ô tô người ta cũng có những cái, tức là những cái bản bản thiếu, bản đủ rồi bản VIP đúng không? Nó đưa ra là để cho khách hàng có nhiều cái sự lựa chọn, ở tầm túi tiền nào cũng có cái sản phẩm để đáp ứng hết. Còn nếu như anh cảm thấy nếu như cái lam Latin nó tốt hơn thì đây, hiện tại bên mình có những cái lam Latin như thế này thì nâng cấp vào thì có thể là chạy nó sẽ êm hơn và anh em có thể là sử dụng được cái xích lớn hơn và nâng cấp lên luôn cả cái phần chuông nữa. Mặc dù trong hãng bây giờ cũng đã có nhưng mà cái phụ kiện của nó hơi cao thì mình có thể là lựa chọn phụ kiện bên ngoài. Ô tô cũng vậy, xe máy cũng vậy, anh em gắn đồ chơi vào, anh em có rất là nhiều cái hãng để gắn mà. Tại sao? Đúng không? Tức là chúng ta không lựa chọn những cái thiết bị mà nó phù hợp mà cứ phải vào nhìn vào cái khía cạnh gọi là cái đồ zin nó như thế, thì tất nhiên là đồ zin của nó giá trị như thế. Còn anh em muốn nâng cấp lên thì anh em nâng cấp lên thôi. Còn nếu như mà muốn nó ngon hơn nữa thì bỏ ra khoảng tầm cái giá tiền nó cao hơn để mình mua được một cái con máy trọn bộ nó tốt hơn hoặc là nó ở cái đẳng cấp khác, anh hiểu chưa? Còn cái phần máy mà hãng nó đưa ra như vậy đã là quá tốt so với lại những cái hàng kém chất lượng rồi. Cần cái gì? Cần cái cốt cốt máy nó ok, cái cốt cái chất của máy nó ok, xong rồi còn những cái phụ kiện bên ngoài, có thể là những cái phụ kiện hao mòn đi, chúng ta kể cả đồ tốt nó cũng sẽ hao mòn thì chúng ta có thể là sử dụng sau một thời gian nó cũng hao mòn thì chúng ta lại thay và thay theo cái nhu cầu của chúng ta. Giống như bây giờ anh đi một cái anh đi máy bay thôi, anh mua ở cái vé nào không, hạng thương gia nó khác mà hạng bình dân nó khác. Bây giờ anh không thể nào mà bỏ cái giá tiền của hạng bình dân mà anh ngồi lên cái ghế thương gia được, hoàn toàn không thể được luôn luôn. Còn khi á, cái hàng ghế thương gia mà nó lại bằng với hàng ghế dân ấy, thì chắc chắn là người ta sẽ không có ngồi cái ghế thương gia làm gì hết, người ta xuống dưới để người ta ngồi. Và bên mình cũng vậy, bây giờ mình có những cái sản phẩm nó đáp ứng được cho anh em. Còn bây giờ anh em muốn sử dụng lam zin có lam zin, còn muốn sử dụng lam nâng cấp lên đều có lam nâng cấp hết, và phụ thuộc vào cái nhu cầu sử dụng mục đích của mọi người. Như cái con 250 này nó thiên về cái phần khai thác tầm trung cho anh em, những anh em ít tiền mà muốn sử dụng một chiếc máy tốt mà đi khai thác mà nó vừa nhỏ vừa nhẹ mà vừa mạnh nữa thì đây là một lựa chọn cực kỳ tốt luôn. Lý do tại sao mà anh em dùng máy chuyên nghiệp ấy, thì người ta lại sử dụng 250 rất là nhiều, vì người ta cảm thấy là cái con máy 250 này nó vừa đủ lực, vì cái việc quan trọng nhất đó là cái bộ xích người ta giũa, người ta biết cách giũa và người ta biết cách sử dụng rồi, thì cái con máy 250 này cực kỳ là nhỏ nhẹ và mạnh, vừa đủ tầm sức luôn. Mặc dù mặt lốc của nó là lốc bằng nhựa nhưng cái phần khối động cơ của nó toàn bộ là bằng nhôm, anh em hiểu không? Cái phần rên nó gối lên nhôm, lốc là lốc nhôm, còn cái phần nhựa này nó chỉ là cái phần mà để gắn lam xích vào và chứa nhớt chứa xăng thôi, anh em thấy không? Cái phần lam này nó cách cái lốc khoảng tầm 35, xấp xỉ gần 40 cc. Những cái dòng máy như thế này ấy, thì nó thích hợp cho anh em đi cắt keo cực kỳ tốt luôn. Đây là cái lam mà mình đã nâng cấp lên cho một
số anh em đang có nhu cầu sử dụng. Còn nếu anh em muốn máy nó rẻ hơn một chút xíu nữa thì anh em có thể là để nguyên lam xích toàn bộ zin theo máy thì nó sẽ rẻ hơn. Và anh em nếu như có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại toàn đề trên góc màn hình. Cảm ơn anh em. Và cái dòng 250 này hiện tại mình đang bán rất là chạy vì anh em rất là thích cái dòng máy này. Giá của nó vừa hợp lý mà máy lại vừa khỏe nữa. Rồi ok, cảm ơn anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký kênh giúp tổng máy bãi. Anh em thấy không? Cái ốp lam hai ốc luôn, cực kỳ tốt cho anh em đi khai thác luôn. Máy nhỏ nhẹ, rất là bốc luôn.